ระวังxong con ở nhà nhá, con nhà vào bài chưa mẹ nhá, để đi xem lấy ngô nhá, lấy ngô cho con gà nhá, nhá ở nhà nhá, con đuổi đi thôi nhá, để đi ra đấy lấy ngô thôi nhá. Thank you.
Lấy ngô ra đi, con lấy ngô ra đi. Đây đây. Nè, bắt ở dưới chú mới thấy. Cái rồi, cái đấy tí, lấy cho con, lấy trên đây. Lấy thì bán nhá. Nè, cho nước. Cho nước vào cho cá bơi nè. Giờ đây cho con. Nào thì mày múc ra, có thì mày rửa cho tay lắm. Con cái mẹ lấy đi bán nhá. Ui, con cá này to thế. Con cá này to thế. Cò vào phết. Rồi đâu mà. Đi mẹ bán xong mình lấy đi bán nhỉ. Con này mình sắp chết rồi. Ui, còn to thế. Tí con nó mẹ lấy gì hả nó? Con tí mình lấy một con ra nấu ăn nhá. Hai con ra. Con đi vào lấy con áo cho mẹ bán nó này, rửa tay đi đã. Để con to này tí nấu ăn nhá. Ừ. Còn mẹ lấy. Đây thì bán về đó. Đây thì bán rồi. Nhóm rửa xong là mát một con lên đây con ở nhà nhé con nhá, xem cho mày nhá.
thế này ta. Con ở nhà nhá. Vâng. Con ở nhà con cách mua này ra tính mình cho gà ăn nhá. Vâng. À, con cái nồi cơm cho mẹ nhá. Vâng. Mẹ đi bán nhá. Con được đi đâu đấy nhá? Vâng. Lẹt quá. Thank you.
nước rồi nữa nhỉ. Chờ mày lâu không? Đi vào nhà làm người. Chăn gà rồi. Chăn gà rồi á? Ơi, con gà này giỏi thêm nhờ. Giỏi thêm. Một cái. Nào. Đấy, mổ con cá nhờ. Con cá. Nấu ăn nhá, đâu mày xem được cơm ạ. Chín chưa? Ăn chín chưa? Ừ. 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 Ừ
Nấu nha. Thank you.
con gái ơi. Dạ. Gái hả? Xuống cùng mày lấy bát đấy đi, ăn cơm thôi. Nha, chúng vào mẹ nha, nóng nha. Nói cơm chưa? Nói cơm rồi. Đây. Có dùng thìa không? Có. Ăn canh nha. Ăn canh nha. Con mời mẹ ăn cơm. Mẹ mời con gái ăn cơm nha. Có tiền. Okay.